một trung tâm thương mại độc đáo, một trạm dừng chân mua sắm trên hành trình di chuyển của tuyến metro số 5, một không gian kiến trúc đầy cuốn hút đến từ Nhật Bản, điểm hội tụ của giới kinh doanh, nơi giá trị tài sản sinh lời lũy tiến. Sài Gòn Metro Mall, mô hình thương mại chuẩn Nhật, tọa lạc ngay ngã tư Tạ Quang Bửu, quốc lộ 50, liên kề trung tâm hành chính. Sài Gòn Metro Mall nằm trong khu dân cư hiện hữu và sầm uất nhất tại quận 8. Từ đây theo đại lộ Võ Văn Kiệt chỉ mất vài phút là có thể di chuyển đến các quận nội thành, quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6. Đồng thời kết nối nhanh đến Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè và xuôi về miền Tây. Được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.600 m², Sài Gòn Metro Mall sở hữu 3 tầng thương mại với 328 gian hàng. Là trung tâm thương mại duy nhất kết nối trực tiếp với tuyến metro số 5 và tuyến tàu điện một ray monorail số 2. Sài Gòn Metro Mall đón đầu lượng khách khổng lồ di chuyển từ tuyến metro và monorail mỗi ngày. Lấy cảm hứng từ những trung tâm mua sắm kết nối ga metro ở Nhật Bản như Shinjuku, Ginza, Harajuku và Aoyama, Sài Gòn Metro Mall với đường lối kiến trúc thông tầng, không gian mở từ tầng trệt lên tầng 1, mở ra nhiều mô hình kinh doanh đa dạng cho chủ sở hữu. Mỗi tầng có một phong cách thiết kế khác nhau, lấy ý tưởng từ nghệ thuật gấp giấy origami. Mỗi gian hàng tại tầng trệt được tạo nên bằng những đường gấp đơn giản và tinh tế. Nối tiếp là tầng 1 với thiết kế chủ đạo là những ô caro, tạo cảm giác cân bằng và hài hòa trong từng gian hàng. Điểm đặc biệt nhất trong 3 tầng thương mại chính là tầng 2. Lấy cảm hứng từ những tuyến tàu điện ngầm cùng bản sắc truyền thống các khu chợ Việt, Metro Shop với những gian hàng máy độ được cách điều một cách độc đáo. Không chỉ là nơi mua sắm trìu niềm vui, là điểm đến tích hợp nhiều tiện ích và thể hiện phong cách sống, Sài Gòn Metro Mall còn mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đa sắc màu. Sài Gòn Metro Mall, sự lựa chọn đầu tư lý tưởng, nơi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời hấp dẫn, nơi mua sắm vui chơi đẳng cấp bậc nhất. Sài Gòn Metro Mall, mô hình thương mại chuẩn Nhật.